Khi tìm hiểu về giới siêu giàu sẽ không còn xa lạ với cụm từ old money, tiền cũ. Đây là cụm từ chỉ một tầng lớp người, là những gia tộc gốc da trắng giàu có lâu đời. Sự giàu có của họ trải qua nhiều thế hệ, tối thiểu là từ 3 đời trở lên. Đặc biệt, những gia tộc này cho đến tận ngày nay vẫn giàu nứt đố đổ vách. Họ khác với new money hay là tiền mới, chỉ nhóm nhà giàu mới nổi nhờ tự thân, không cần tới tài sản của gia đình hoặc những người được thừa kế từ của cải thế hệ đầu. Phú nhị đại của Trung Quốc hay giới nhà giàu tại Việt Nam hiện nay cũng được xếp vào lớp New Money. Thông thường, tầng lớp Old Money không xuất hiện quá nhiều trước công chúng như những tỷ phú nổi tiếng khác. Nói đúng hơn là họ không có nhu cầu muốn người khác nhìn về mình một cách đại trà. Đơn giản hơn để định nghĩa và hình dung về họ, cái tên trước nhất phải kể đến chỉ có thể là gia tộc Rothschild. Cho đến ngày nay, Rothschild Family vẫn được biết đến như một huyền thoại vì sở hữu khối tài sản khổng lồ. Thậm chí sự giàu có của họ được tin rằng vượt xa những đại gia giàu mỏ ở Trung Đông. Không ai biết chính xác con số gia sản mà họ nắm giữ, thậm chí nó còn được đồn đoán lên tới tận 500.000 tỷ đô. Thu nhập hàng năm của họ được đồn đại đáng kinh ngạc ở mức 390 tỷ đô la. Nhà Rothschild sở hữu 1.800 căn biệt thự sang trọng, hơn 100 máy bay phản lực tư nhân. Không giống như những đứa trẻ khác, các thế hệ hậu duệ của gia tộc này có lẽ phải bắt đầu tập đếm từ 1 tỷ, 2 tỷ, 3 tỷ chứ không chỉ là 1, 2, 3. Đúng vậy, đây không phải là sự hư cấu, nó là sự giàu có thực sự của một siêu gia tộc. Vậy rốt cuộc họ là ai? Làm thế nào mà họ tích lũy được nhiều của cải như vậy? Và họ tiêu nó vào việc gì? Video này sẽ nói với bạn điều đó. Bắt đầu thôi. Trên bảng xếp hạng những người giàu nhất thế giới, bạn sẽ chẳng bao giờ tìm được dấu vết của những người thật sự là siêu tỷ phú hàng đầu thế giới, bởi từ lâu họ đã giấu mình hết sức kín đáo bằng cách khống chế chặt chẽ giới truyền thông. Gia tộc Rothschild là một trường hợp như vậy. The Daily Telegraph nổi tiếng Anh từng viết: gia tộc Rothschild, gia tộc các ông chủ ngân hàng đa quốc gia này từ 200 năm nay, đã là biểu tượng của tiền bạc, sự giàu có, quyền lực và những bí mật trong thế giới tài chính. Còn Thủ tướng Anh Benjamin Disraeli năm 1844 thì cho rằng họ là chúa tể của trung tâm tài chính tiền tệ thế giới. Các quốc vương và các bộ trưởng ở châu Âu đang chăm chú lắng nghe những lời giáo huấn của họ. Trong một cuốn sách viết về gia tộc này có câu: không có quyển sách nào hé lộ bí mật về gia đình Rothschild mà lại chuẩn xác cả. Có rất nhiều thông tin chúng ta tìm thấy nói rằng họ nắm giữ 1,2 nghìn tỷ, 2 nghìn tỷ hoặc 500 nghìn tỷ, thậm chí là họ nắm trong tay tới 80% tài sản toàn cầu, cũng vẫn là những con số đồn đại, tùy thuộc vào người nghe muốn tin như thế nào. Mặc dù vậy nhưng không ai có thể phủ nhận rằng Rothschild là gia tộc giàu có nhất trong lịch sử nhân loại cho đến tận ngày hôm nay, mặc cho tên của họ còn chẳng buồn xuất hiện trong danh sách các tỷ phú thế giới. Bộ sưu tập bất động sản khổng lồ. Như vừa giới thiệu, nhà Rothschild sở hữu tới 1.800 biệt thự và tổng giá trị rơi vào khoảng 36 tỷ đô, 851 nghìn tỷ đồng. Nói đến bất động sản nổi tiếng nhất của nhà Rothschild, có lẽ phải kể đến tên trang viên Waddesdon, tọa lạc tại Buckinghamshire, Anh Quốc. Khu dinh thự này là một trong những viên ngọc quý trong danh sách những khu bất động sản của gia đình Rothschild. Công trình đồ sộ được xây dựng cho nam tước Ferdinand de Rothschild và gia đình vào năm 1877. Khi ấy, chi phí xây dựng của trang viên là 1,8 triệu đô, 42 tỷ đồng. Còn tính đến nay, giá trị của bất động sản này đã tăng vọt lên đến 250 triệu đô, 5,9 nghìn tỷ. Ngoài kiến trúc tráng lệ, dinh thự còn lưu giữ một số bức chân dung đắt giá do nam tước Ferdinand sưu tập khi sinh thời, cùng với những bảo vật cổ khác. Nơi này cũng có bảo tàng với 460.000 du khách mỗi năm. Bên trong bảo tàng có một chiếc bàn viết được làm cho vương hậu Pháp Mary Antoinette và một chiếc vòng tay bằng vàng mang dung họa khuôn mặt của nữ hoàng Victoria. Đây là một món quà mà chính nữ hoàng tặng cho gia tộc Rothschild. Có 25.000 đồ cổ và tác phẩm nghệ thuật trong dinh thự xinh đẹp này. Công viên và bảo tàng Gunnersbury được xây dựng bởi chủ ngân hàng Nathan Mayer Rothschild vào năm 1835. Công viên Gunnersbury là khu đất và ngôi nhà đầu tiên của Rothschild ở Vương quốc Anh. Ông đã mua một khu đất rộng lớn vào thời điểm đó với giá 84.000 đô, 1,9 tỷ đồng. Sau khi xây dựng ngôi biệt thự sang trọng và trang trí cảnh quan xung quanh, giá trị của khu bất động sản này đã tăng lên gấp bội. Sau 100 năm, công viên và bảo tàng có giá lên tới 132 triệu đô, 3,1 nghìn tỷ đồng và đã được bán lại cho Hội đồng Ealing và Acton của London. Thế nhưng, đây mới chỉ là hai bất động sản tiêu biểu nhất trong số gần 2.000 bất động sản đáng giá khác của nhà Rothschild mà thôi. Bộ sưu tập nghệ thuật, đồ cổ, nội thất siêu giá trị.
Nhà Rothschild có tình yêu đặc biệt với nghệ thuật và gu thẩm mỹ của họ được đánh giá là khá hoàn hảo. Cùng với các đồ tạo tác vô giá khác bằng vàng và bạc, cũng như đồ nội thất xa hoa, gia đình Rothschild còn có rất nhiều bộ sưu tập nghệ thuật khác nhau từ thế kỷ 16 và 17. Họ sở hữu một khoản tài sản trị giá 2 tỷ đô, 24.000 tỷ đồng, các tác phẩm nghệ thuật hoàng gia và đồ nội thất. Bộ sưu tập này không chỉ thu hút nữ hoàng Victoria mà còn thu hút cả Adolf Hitler. Ông ta đã đánh cắp một số bức tranh của nhà Rothschild khi ở Pháp trong Thế chiến thứ hai. Hệ thống ngân hàng. Nhà Rothschild sở hữu đủ tài sản từ Mỹ đến Israel với con số khổng lồ. Tuy nhiên, bất động sản chỉ là một phần nhỏ trong tổng khối tài sản của họ. Baron M.A. Rothschild là một nhân vật nổi tiếng trong gia tộc từng phát biểu: "Tôi chỉ cần kiểm soát tiền tệ của một quốc gia, chẳng cần quan tâm ai viết luật ở đó." Có lẽ xuất phát từ quan điểm này, dòng họ Rothschild đã rất nỗ lực giành quyền kiểm soát các ngân hàng và định chế tài chính toàn thế giới. Gia tộc này hiện đang kiểm soát tới 165 ngân hàng trung ương của các nước khắp thế giới, từ Afghanistan đến Zimbabwe. Đáng chú ý, trong danh sách này có Cục Dự trữ Liên bang FED và Cục Thuế Hoa Kỳ IRS. FED thuộc sở hữu của 8 cổ đông lớn, trong đó có ngân hàng Rothschild ở London và Berlin. Tương tự, Ngân hàng Thế giới và IMF đều thuộc sở hữu một phần của gia tộc Rothschild. World Bank được cho là thuộc sở hữu của nhiều gia tộc ngân hàng lớn trên thế giới, trong đó gia tộc nắm nhiều cổ phần nhất là Rothschild. Trong khi đó, tất cả cổ phần tư nhân của IMF đều thuộc gia tộc này. Ngoài ra, gia tộc Rothschild trong thực tế được biết đến là gia tộc hàng đầu trong lĩnh vực tài chính ngân hàng. Trong tay họ có rất nhiều những tập đoàn tài chính hùng mạnh như Rothschild Continuation Holdings Thụy Sĩ, Parasolins SA, Rothschild Concordia SAS, Rothschild & Kibonk, N.M. Rothschild & Sons. Gia tộc Rothschild còn có các khoản đầu tư cổ phần vào 8 phần 10 gã khổng lồ thế giới tài chính. Tập đoàn khai thác vàng, dầu mỏ, kim loại. Để sự giàu có được trường tồn, gia tộc Rothschild đã sớm tìm đến những nguồn tài nguyên thiết yếu cho sự phát triển của nhân loại: dầu mỏ, khí đốt và kim loại. Trong số hàng trăm doanh nghiệp của gia đình Rothschild trên toàn cầu, doanh nghiệp sinh lợi nhất có lẽ là Agora Oil & Gas mà Lord Rothschild, cháu trai của Nathan Mayer Rothschild, đã mua với giá 370 triệu đô. Đây là một nước đi sáng suốt của Lord Rothschild, vì dầu và khí đốt là tài nguyên mà mọi quốc gia có xe cộ, điện, hệ thống sưởi và bếp đều cần. Ngày nay, Agora Oil & Gas có trị giá 1,4 tỷ đô, 33.000 tỷ đồng. Với sức mạnh tài chính và tài sản mà nhà Rothschild sở hữu, họ không chỉ có một, mà là vài tập đoàn khai thác. Năm 2009, Nathaniel Rothschild đã mua 40 triệu đô trái phiếu chuyển đổi của công ty khai thác Glencore. Ngày nay, công ty này đã có trị giá 127,5 tỷ đô. Công ty hiện có 31 cơ quan khai thác đang hoạt động chỉ riêng ở Úc. Năm 2022, công ty này đạt mức doanh thu 256 tỷ đô. Một trong những nguyên tố để đời của nhà Rothschild là ai giữ vàng thì lập ra các quy tắc. Do đó, sở trường của gia đình Rothschild là đầu tư để tìm kiếm vàng và kiếm quyền lực từ vàng. Từ năm 1919 đến ngày 5 tháng 5 năm 2004, nhà Rothschild đóng một vai trò quan trọng trong việc định giá vàng toàn cầu. Cụ thể, giá vàng được điều chỉnh 2 lần mỗi ngày tại các cơ sở của ngân hàng N.M. Rothschild bởi những nhà dự trữ vàng chính của thế giới gồm Deutsche Bank, HSBC, Scotia Mercator và Societe Generale. Mỗi ngày vào lúc 10 giờ 30 và 15 giờ, năm đại diện của các ngân hàng họp mặt trong một căn phòng nhỏ tại trụ sở gia tộc Rothschild tại ngõ St. Withins, London. Ở trung tâm căn phòng là chủ tịch, người được chỉ định theo truyền thống bởi ngân hàng Rothschild. Tuy nắm quyền trong tay nhưng ngân hàng Rothschild đã rời bỏ khỏi thị trường mua bán vàng. Việc điều chỉnh giá vàng hiện giờ được diễn ra bởi một hội nghị qua điện thoại và chủ tịch được luân phiên hàng năm. Tuy nhiên, mỏ vàng thực sự của gia tộc lừng lẫy này là những công ty khai thác kim loại. Rio Tinto Mining Corporation là tập đoàn khai thác kim loại lớn thứ hai trên toàn cầu. Các công ty của họ đã thiết lập cửa hàng trên khắp thế giới, từ Canada, Mỹ và Nam Mỹ đến Châu Phi, Ý, Trung Quốc và Úc, với tổng giá trị 103 tỷ đô. Quỹ đầu tư khổng lồ. Khối tài sản khổng lồ nhà Roths cũng đi kèm với quyền lực vô cùng lớn, từ các kết nối chính trị mạnh mẽ để kiểm soát các nền kinh tế. Gia tộc này có một quỹ trị giá 100 tỷ đô mà họ sử dụng để đầu tư vào các thị trường chứng khoán toàn cầu như Sở Giao dịch Chứng khoán New York, Sở Giao dịch Chứng khoán London và Tokyo. Họ còn có một khoản dự trữ khoảng 20 tỷ đô la Mỹ, 6 tỷ đô la Yên Nhật và 30 tỷ euro.
Tính đến thời điểm hiện tại, những cổ phiếu đáng chú ý nhất thuộc sở hữu của gia đình Rothschild là Meta, Amazon, Apple, Starbucks, Visa, Bloomberg, Bank of America, Qualcomm, Johnson & Johnson, Pfizer, Hewlett-Packard, Berkshire Hathaway, JP Morgan, Chase, PepsiCo. Đây là hầu hết những tên tuổi đứng đầu trong các ngành công nghiệp tương ứng của họ trong nhiều thập kỷ. Bằng cách đầu tư vào những công ty vững chắc này, nhà Rothschild đang nhân số tiền của họ lên theo cách không tưởng. Sản xuất rượu vang. Nhà Rothschild không chỉ quan tâm đến lĩnh vực tài chính và ngân hàng, họ cũng làm trong ngành sản xuất rượu vang được 160 năm, trực tiếp và gián tiếp kiểm soát hơn 70% tổng số rượu vang được bán ở châu Âu. Họ sở hữu nhiều vườn nhỏ ở Ý, Pháp, Nam Mỹ, Nam Phi và Úc. Gia tộc Rothschild còn cung cấp rượu miễn phí cho Vatican. Năm 1853, Nathaniel de Rothschild quyết định mua lâu đài Brand Morton, một vườn trồng nho ở làng Paris-Lac-Médoc, vùng Bordeaux của Pháp. Ông đã đổi tên lâu đài thành Morton Rothschild, khởi đầu cho một trong những nhãn hiệu rượu vàng đẳng cấp và đắt đỏ nổi tiếng thế giới. Năm 1868, nam tước James de Rothschild đã mua lại Chateau Lafite, đổi tên thành Chateau Lafite Rothschild và tiếp quản những vườn nho lân cận của lâu đài. Một chương mới trong lịch sử của gia tộc được mở ra. Cả hai lâu đài đều được vinh danh và được xếp hạng Premier Cru Class theo hệ thống cấp bậc rượu vang của Pháp. Những năm sau đó, gia đình Rothschild tiếp tục phát triển thế lực của mình bằng việc liên kết hợp tác với các nhà sản xuất tại Chile, Nam Phi, Argentina, đồng thời mua lại các mảnh đất giàu tiềm năng ở Pháp và tạo ra những dòng rượu vang độc đáo khác nhau. Cho đến ngày nay, rượu vang Le Domaine Baron de Rothschild, hay còn gọi là DBR Lafite, khởi đầu từ Chateau Lafite Rothschild do nam tước Eric de Rothschild sáng lập, đã có mặt khắp thế giới thông qua một mạng lưới quốc tế rộng lớn và hơn 80 nhà phân phối, mang vị thế của một ông lớn trong ngành sản xuất rượu vàng thế giới hiện đại. DBR Lafite sở hữu khoảng 1.200 hectare vườn nho, bao gồm cả vùng vang Pháp nổi tiếng như vùng Bordeaux, xa hơn là vùng Languedoc-Roussillon hay những vùng đất vàng khác tại các quốc gia như Chile, Argentina và Nam Phi. Ngày nay, họ sở hữu những chai vang đẳng cấp như Chateau Lafite Rothschild, Duart Milan, Le Vangil và Rusek. Chateau Morton Rothschild có thể nói là nơi khởi đầu sự nghiệp lên men và sản xuất rượu vang sang trọng quý phái bởi gia đình lỗi lạc này. Chỉ riêng giá bất động sản rộng gần 90 hectare này đã được ước tính là có giá trị từ 150 đến 200 triệu đô. Chưa kể việc sản xuất rượu vang rõ ràng sẽ làm tăng giá trị của tài sản. Tại đây, họ sở hữu vườn nho rộng 75 hectare, chủ yếu là đất sỏi, nho được hái bằng tay và nước ép được lên men trong thùng gỗ sồi tự nhiên, chứ không phải trong thùng thép. Sau khi lên men, rượu được ủ trong thùng gỗ sồi mới trong vòng 22 tháng trước khi đóng chai. Tổng sản lượng mỗi mùa thu hoạch là 25-30.000 thùng. Trên thị trường hiện tại, giá tối thiểu một chai vàng cơ bản của họ là từ 700 đô, 16,5 triệu đồng trở lên. Vào năm ngoái, chỉ riêng tiền bán rượu vàng đã giúp họ kiếm được hơn 16 tỷ đô, 676.000 tỷ đồng. Bộ sưu tập siêu du thuyền. Mặc dù nhà Rothschild không cần phải mua một gara đầy siêu xe công suất lớn, nhưng họ vẫn sở hữu một chiếc siêu du thuyền. Chiếc siêu du thuyền này có thể không phải là chiếc đắt nhất, nhưng siêu phẩm Planet 9 vẫn khiến dư luận ngỡ ngàng. Chiếc du thuyền này là khoản đầu tư của Ned Rothschild, người nhà Rothschild thế hệ mới, có giá 102 triệu đô và được đóng vào năm 2018. Con tàu dài 73 mét có các tính năng vượt trội như sân bay trực thăng, câu lạc bộ bãi biển và spa, và nội thất được thực hiện bởi các nhà thiết kế nội thất giỏi nhất của Đức. Theo The Royal Gazette, siêu du thuyền có sức chứa lên đến 16 khách, chưa kể thủy thủ đoàn 26 người. Nhưng không phải lúc nào Nat cũng du hành qua các đại dương. Với tư duy dùng tiền nhân ra tiền, Nat không để du thuyền của mình cô đơn trên một bến cảng. Anh ta cho thuê du thuyền Planet 9 với giá 725.000 đô mỗi tuần và 650.000 đô vào mùa đông. Hoạt động từ thiện. Hoạt động từ thiện cũng là một phần quan trọng của gia đình Rothschild. Vì yêu thích nghệ thuật, họ đã bỏ ra số tiền không nhỏ để ủng hộ cho các bảo tàng và bộ sưu tập. Ước tính rằng đóng góp của gia đình này lên tới 10 triệu đô. Có hàng loạt bảo tàng tại châu Âu ngày nay vẫn trưng bày các tác phẩm nghệ thuật được hiến tặng bởi gia đình Rothschild và nguồn tiền đóng góp hào phóng của họ. Những hậu duệ về sau của gia tộc cũng đóng góp không ít cho nhiều lĩnh vực của cộng đồng Do Thái rồi mở rộng nó đến Paris và London. Riêng tại Frankfurt, họ có khoảng 30 quỹ từ thiện Rothschild. Những cơ sở này bao gồm từ thư viện công cộng, trại trẻ mồ côi và bệnh viện, đến nhà ở cho người cao tuổi và quỹ giáo dục đặc biệt. Họ mở rộng hỗ trợ tài chính cho trường học Do Thái ở London, ngành giáo dục ở Áo, Pháp và Israel. Cho đến ngày nay,
họ đã thành lập một mạng lưới quỹ từ thiện rộng lớn cho mọi lĩnh vực: nghệ thuật, văn hóa, phòng khám, bệnh viện, thư viện công cộng miễn phí, hồ bơi, trại trẻ mồ côi, học bổng giáo dục, vân vân ở Frankfurt. Ở London và Paris, họ lần lượt thành lập 4% Industrial Drawing Company và quỹ Rothschild chuyên xây dựng nhà ở xã hội. Các thành viên trong gia đình Rothschild đã giúp hỗ trợ sự phát triển của Israel bằng cách đầu tư xây dựng nhà ở và các tòa nhà chính phủ. Có thể nói phần lớn thành công kinh tế ban đầu của Israel là nhờ gia tộc Rothschild. Đối với sự tăng trưởng kinh tế của những người định cư mới, gia tộc đã mở một xưởng sản xuất tơ lụa, một vườn nho và một xưởng làm bột mì, đồng thời giới thiệu các loại cây trồng mới như bưởi và bơ để tạo việc làm và nguồn kinh tế. Tại khu vực Trung Đông và Châu Phi, gia tộc này chú trọng hỗ trợ giáo dục và tạo cơ hội trong các cộng đồng khó khăn. Danh từ Rothschild còn được đồng hóa luôn với sự giàu có và quyền lực, một điều mà chưa gia tộc nào có thể làm được, thậm chí còn được đặt tên cho một phong cách sống, Le Gold Rothschild, phong cách sống hào hoa quý tộc. Vậy bạn có biết, gia tộc giàu có và hùng mạnh nhất trong lịch sử thế giới này đã đi lên từ tầng lớp người nghèo khó sống tại khu ổ chuột đông đúc như thế nào không? Từ kẻ nghèo nhất, gia tộc Rothschild không trở thành tỷ phú chỉ sau một đêm. Sự khởi đầu của siêu gia tộc Do Thái này có lẽ bắt nguồn từ thế kỷ 18, có nguồn gốc từ Frankfurt, Đức, khi Mayer Amschel Rothschild, người đứng đầu gia tộc, ông tổ của dòng họ, bắt đầu kinh doanh dịch vụ tài chính. Ông sinh ra trong một khu người Do Thái nghèo khó ở Frankfurt, còn một thợ kim hoàn và là người cho vay tiền lưu động. Đến năm 13 tuổi mồ côi cha mẹ, Mayer tìm đến ngân hàng của gia tộc Europe Robbenheimer ở Hanover để học nghề. Trong thời gian vẻn vẹn 7 năm, Mayer nhanh chóng nắm vững được các kỹ năng chuyên môn của nghiệp vụ ngân hàng. Mayer rất quan tâm đến các tư tưởng kỳ diệu mới mẻ của ngành tài chính từ nước Anh mới du nhập vào. Đó là nguyên tắc ưu tiên cho vay tiền đối với chính phủ và quốc vương vì luôn có hệ số lợi nhuận cao và an toàn hơn nhiều so với cho vay cá nhân. Không chỉ vì số tiền cho vay luôn lớn hơn nhiều, mà còn vì luôn có nguồn thu thuế của chính phủ làm vật bảo đảm. Vài năm sau, Mayer đã trở về Frankfurt, tiếp tục công việc kinh doanh cho vay tiền của cha mình trước đây. Ông may mắn nhận được sự tin tưởng từ hoàng tử William, từ đó mở rộng mối quan hệ mật thiết với tầng lớp giàu có quý tộc. Chỉ trong một thời gian ngắn, danh tiếng của Mayer lên rất nhanh, công việc kinh doanh ngày càng phát đạt. Nhờ mối quan hệ thân thiết và những phi vụ làm ăn kinh điển với hoàng gia Đức, danh tiếng của Mayer Amschel Rothschild đã được cả châu Âu biết đến. Sau này, hoàng tử William đã giao cho Mayer giữ một khoản tiền mặt trị giá 3 triệu đô trước khi chạy lưu vong sang Đan Mạch. Chính 3 triệu này đã mang lại cho Mayer quyền lực và của cải lớn nhất trước đến nay, và nó cũng trở thành thùng vàng đầu tiên mà Mayer đúc ra trong đế quốc tiền tệ của ông. Bởi Mayer có một hoài bão lớn hơn rất nhiều so với việc gây dựng ngân hàng đơn lẻ. Khi có được khoản tiền lớn này của hoàng tử William, Mayer bắt đầu nghĩ đến việc đặt nền móng cho một đế chế tài chính. Năm người con trai Amschel, Nathan, Jacob, Solomon và Carl mang theo những ý chí sắt đá của ông như năm mũi tên sắc nhọn đã lao vào cắm chốt ở năm khu vực trung tâm ở châu Âu: Frankfurt, Vienna, London, Napoli, Paris. Kể từ đó, một đế chế tài chính chưa từng có trong lịch sử nhân loại đã bắt đầu được dựng nên, đặt nền móng cho hệ thống ngân hàng toàn cầu của gia tộc. Mặt khác, để giữ thành công tài sản trong gia đình, ông đã cẩn trọng sắp xếp các cuộc hôn nhân cận huyết thống cho con cháu của mình, thường là giữa cặp anh em họ thứ nhất hoặc thứ hai, tương tự như cách cưới trong nội bộ hoàng gia. Tuy nhiên, vào cuối thế kỷ 19, điều này không còn phù hợp. Đại đa số nhà Rothschild bắt đầu cưới người ngoại tộc, nhưng vẫn chỉ thuộc tầng lớp quý tộc hoặc liên hôn với các gia tộc tài chính khổng lồ. Gia ngôn của dòng họ được viết ngay dưới tấm khiên trên gia huy là thống nhất toàn vẹn công nghiệp. Khúc khải hoàn của dòng họ Rothschild. Cuối thế kỷ 18, đầu thế kỷ 19 là giai đoạn diễn ra chiến tranh Napoleon. Với gia tộc Rothschild, đây chính là bước ngoặt giúp họ vươn tới đỉnh cao của sự giàu có và quyền lực. Ở thời điểm đó, năm con trai tài giỏi của Mayer dựa vào khả năng thiên phú đáng kinh ngạc về tiền tệ, cùng với những biện pháp nghiệp vụ cực kỳ cao tay. Vào năm 1815 đã trở thành người có ảnh hưởng lớn nhất trong hệ thống ngân hàng châu Âu. Hệ thống ngân hàng của gia tộc Rothschild là tập đoàn ngân hàng quốc tế đầu tiên trên thế giới. Nổi trội nhất về năng lực phải kể đến người con trai thứ ba, Nathan Mayer Rothschild, người được phái chinh chiến đến London, Anh Quốc. Năm anh em nhà Rothschild đã lên kế hoạch để thu được lợi nhuận tối đa từ cuộc chiến tranh khốc liệt có liên quan mật thiết tới vận mệnh và tương lai của toàn châu Âu. Nhà Rothschild đã thu lời đáng kể từ cuộc chiến tranh Napoleon 1803-1815. Họ cũng đã giành vị thế số 1 về buôn bán vàng trong thời kỳ này. Tại London từ năm 1813 đến 1815, Nathan Mayer Rothschild đã độc lập hỗ trợ tài chính trong cuộc chiến tranh với quân Anh
tổ chức chu cấp tài chính bằng đường biển cho quân đội của công tước Wellington xuyên qua châu Âu, cũng như thu xếp cho tài chính của các công ty con tại lục địa của Vương quốc Anh. Chỉ riêng trong năm 1815, nhà Rothschild đã đầu tư 9,8 triệu bảng Anh, tương đương 6,58 tỷ bảng ngày nay, trợ cấp cho đồng minh Anh. Với một tầm nhìn xa, gia tộc Rothschild đã thành lập hệ thống thu thập tin tức tình báo chiến lược và hệ thống truyền tin nhanh chóng của riêng mình. Một mạng lưới gián điệp tình báo chiến lược riêng được thiết lập, phái đi cắm chốt tại khắp các thủ đô, các thành phố, các trung tâm giao dịch và thương mại châu Âu, liên tục chuyển qua lại những con thoi giữa London, Paris, Frankfurt, Vienna và Napoli. Tính chính xác, tốc độ thông tin nhanh và hiệu suất công việc của hệ thống tình báo này vượt xa mọi hệ thống tình báo của các chính phủ. Tất cả những điều này làm cho gia tộc Rothschild luôn ở thế thượng phong trong cạnh tranh quốc tế. Vào năm 1815, vào thời điểm quan trọng nhất trong trận Waterloo giữa Anh và Pháp, bằng sự nhạy bén, tầm nhìn và tính toán hơn người, Nathan Mayer Rothschild với vài thủ thuật nghiệp vụ đã thành công thâu tóm toàn bộ thị trường trái phiếu chính phủ Anh với một mức giá rẻ mạt, thấp hơn 95% so với giá thông thường, chỉ trong vài tiếng đồng hồ ngắn ngủi. Nathan đã kiếm được một lượng tiền gấp 20 lần so với tổng số của cải mà Napoleon và Wellington có được từ mấy chục năm chiến tranh. Sau 2 năm, gia tộc Rothschild bán lại khi giá trị lên tới đỉnh vào năm 1817 và nhận được một khoản tiền lời lên đến 40% giá trị ban đầu. Trận chiến Waterloo đã làm cho Nathan Mayer Rothschild sau 17 năm được cha điều chuyển đến Anh để khai phá lĩnh vực ngân hàng cho dòng họ Rothschild, làm ra một điều không thường, trở thành chủ nợ lớn nhất của chính phủ Anh, từ đó chi phối quyền phát hành công trái nước này. Công trái Anh chính là chứng từ thu thuế của chính phủ trong tương lai, tức là người dân Anh từ việc nộp thuế cho chính phủ đã bị biến thành nộp thuế cho ngân hàng Rothschild. Họ khống chế được lượng cung cấp tiền tệ của Anh quốc, toàn quyền thao túng ngân hàng Anh quốc. Có thể nói không ngoa rằng động mạch chính của nền kinh tế Anh quốc đã rơi vào trong tay gia tộc Rothschild. Đến giàu hơn cả những người giàu nhất. Kể từ sau sự kiện vang danh này, vào năm 1816, từng người trong số 4 những người anh em nhà Rothschild được phong tước quý tộc bởi vua nước Áo Francis. Ngoài ra, Nathan được phong tước năm 1818. Tất cả đều được phong tước Baron, kỵ sĩ hay Peer, nam tước vào ngày 29 tháng 9 năm 1822. Cũng như thế, một số thành viên trong gia tộc sử dụng danh tước De hoặc Von Rothschild để thừa nhận giai cấp trong giới quý tộc. Và đến những thế hệ tiếp theo vẫn tiếp tục được phong tước hiệu quý tộc gia truyền từ Vương quốc Anh. Gia tộc Rothschild trở nên khổng lồ đồ sộ vào thế kỷ 19, khi đó người ta cho rằng họ đã sở hữu khối tài sản lớn nhất thế giới nói riêng và trong toàn bộ lịch sử thế giới hiện đại nói chung. Công việc kinh doanh ngân hàng của gia tộc Rothschild đi tiên phong trong tài chính cao cấp quốc tế xuyên suốt quá trình công nghiệp hóa của châu Âu và là công cụ trong việc hỗ trợ hệ thống đường sắt xuyên thế giới cũng như những dự án tài chính phức tạp của chính phủ như kênh đào Suez. Họ cũng đã mua một phần tài sản lớn tại Mayfair, London kể từ đó. Càng lớn mạnh, Rothschild Family càng đa dạng hóa các khoản đầu tư, mở rộng sang nhiều lĩnh vực khác nhau, bao gồm than đá, dầu mỏ, bất động sản, nông nghiệp và rượu vang. Chiến lược đa dạng hóa này đã được đền đáp và giúp tài sản của gia đình tăng lên đáng kể. Mạng lưới của họ lan rộng và giúp họ tạo điều kiện thuận lợi tiếp cận nhiều thị trường, tận dụng các cơ hội mới. Từ thành công trong ngành tài chính ngân hàng đến tầm ảnh hưởng vô song của họ đối với các chính phủ, gia tộc Rothschild đã trở thành một biểu tượng toàn cầu, một định nghĩa sống của thành công và giàu có. Và người ta đã truyền tai nhau rằng, nếu một người làm việc trong ngành tài chính mà chưa từng nghe đến cái tên Rothschild thì chẳng khác nào một người lính không biết Napoleon, sinh viên ngành vật lý không biết đến Einstein là ai vậy. Giai đoạn khó khăn. Có một số giai đoạn, chi nhánh ngân hàng ở Napoli phải đóng cửa vào năm 1863 và chi nhánh Frankfurt đóng cửa vào năm 1901 do thiếu nam giới thừa kế. Chi nhánh ở Vienna đóng cửa vào năm 1938 sau cuộc xâm lược của Đức Quốc xã vào Áo. Chính phủ Vichy ở Pháp đã tịch thu tài sản của Rothschild Bordeaux trong chiến tranh. Đó chưa phải là tất cả. Đức Quốc xã cũng đã đánh cắp các tác phẩm nghệ thuật trị giá hàng triệu đô la và các đồ vật đắt tiền khác từ chi nhánh Rothschild ở Áo. Một số cổ vật này đã được chính phủ Áo trả lại cho gia tộc vào năm 1998. Thế hệ Rothschild hiện tại. Sau hơn 300 năm, gia tộc này kinh doanh ở nhiều lĩnh vực khác nhau, nhưng tài sản chính xác của họ bao nhiêu thì không ai biết. Thực tế, nó xuất phát từ bí kíp bảo vệ dòng họ của cụ tổ Mayer. Dù sự giàu có đến tột đỉnh của gia tộc được nâng lên nhờ các con, nhưng tư duy thiết yếu trong chiến lược thành công của gia tộc lại là do cụ tổ Mayer Rothschild đặt định. Quan điểm của ông là chỉ để người trong gia tộc quản lý, đảm bảo rằng họ có thể giữ bí mật về lượng tài sản thực sự của mình. Đó cũng là lý do mà cho đến ngày nay,
không một ai có thể gọi tên con số chính xác về gia sản của nhà Rothschild. Bloomberg Billionaire Index cũng không thể gọi tên nhà Rothschild khi liệt kê những gia tộc giàu nhất thế giới, vì họ chẳng có con số đáng tin cậy nào làm dẫn chứng. Bloomberg thừa nhận rằng những gia tộc được xếp hạng có thể không giàu nhất. Sự giàu có của nhiều gia tộc như Rothschild quá đa dạng và khuếch tán, nên là ngoại hạng, không đo đếm được chính xác. Rothschild cũng không có những tỷ phú USD cá nhân top đầu trong các xếp hạng vì tài sản phức tạp, khó đo đếm và cơ chế chia sẻ quyền lực. Financial Times nói, sự giàu có và quyền lực của gia đình chưa bao giờ độc quyền trong tay một người thừa kế duy nhất. Trong số các thành viên trẻ tuổi của gia đình Rothschild hiện đại, có James Rothschild, người đã kết hôn với nhà thiết kế thời trang, người mẫu, người thừa kế tập đoàn Hilton nổi tiếng Nikki Hilton. Anh là một người trẻ vô cùng thành công, đồng thành lập và là đối tác của rất nhiều các công ty lớn như Monument Capital Group, LLC, Lepe Partners LLP. Một trong những hậu duệ khác của Rothschild là tỷ phú David Mayer de Rothschild, một nhà thám hiểm, hoạt động môi trường ở Santa Monica. Người thừa kế của dòng dõi Rothschild này đã từng lênh đênh vượt qua Thái Bình Dương sau 128 ngày bằng chiếc thuyền buồm Plasticky dài 18 mét được làm từ 12.500 chai nhựa tái chế. Tỷ phú 44 tuổi này là sáng lập viên của tổ chức Adventure Ecology, du khảo vì sinh thái, được thành lập vào năm 2005 nhằm kêu gọi sự quan tâm của mọi người đối với các vấn đề ảnh hưởng đến hệ sinh thái. Tiếp theo phải kể đến Ned Rothschild, chủ nhân của siêu du thuyền chúng ta kể ở phần trước. Anh là con trai duy nhất của nhà tài phiệt Anh Lord Jacob Rothschild, người đứng thứ tư trong dòng họ Baron Rothschild, nguyên là một ông chủ ngân hàng và là một nhà sưu tập nghệ thuật. Nhà tài phiệt 52 tuổi này hiện định cư ở Thụy Sĩ, là chủ tịch của Volex PLC, có mối quan hệ kinh doanh quốc tế khổng lồ. Đến nay, đại diện được biết đến nhiều nhất của gia tộc là Alexander Rothschild, hiện 42 tuổi. Anh thay thế cha mình là David de Rothschild hồi tháng 4 năm 2018, trở thành chủ tịch ngân hàng đầu tư Rothschild & Co. và cũng là thế hệ đời thứ 7 của nhà Rothschild. Những tranh cãi không hồi kết. Chính bởi sự giàu có không tưởng và hành tung bí ẩn của mình cho nên có không ít những tranh cãi đã nổ ra xoay quanh gia tộc đỉnh lưu tinh cầu này. Từ những lời truyền tai về quyền lực kiểm soát hệ thống tài chính, quyết định kết quả chiến tranh, thiết lập trật tự thế giới mới, hội kín Illuminati, cho đến những vụ ám sát các tổng thống Hoa Kỳ, tất cả đều bị cho là có dấu tay của gia tộc giàu bảy đời này. Hội kín Illuminati hay Hội đồng 13 được cho là tổ chức sùng tín quỷ Satan và có âm mưu kiểm soát thế giới bằng việc dựng nên các biến cố và xếp đặt tay chân trong các chính phủ, tập đoàn thương mại nhằm thiết lập một trật tự thế giới mới. Nếu quyền lực trên trái đất xếp theo hình kim tự tháp với đỉnh tháp là nơi hội tụ quyền lực cao nhất, Hội đồng 13 chính là nhóm nằm trên đỉnh của kim tự tháp đó, bao gồm các đại diện của 13 gia tộc lõi, mà gia tộc Rothschild được coi là có quyền lực lớn nhất trong Illuminati khi họ thực thi quyền lực của mình thông qua một đế chế ngân hàng trải dài trên khắp thế giới. Illuminati có 3 tập đoàn tài chính độc quyền nằm ở 3 địa điểm không thuộc quyền quản lý của bất kỳ quốc gia nào, có luật pháp riêng, có lực lượng cảnh sát riêng, miễn thuế và thậm chí sở hữu lá cờ riêng. Đó là các tập đoàn tài chính hùng mạnh The City of London, Washington DC và Vatican. Và cả 3 tập đoàn tài chính này đều thuộc quyền kiểm soát của gia tộc Rothschild. Mặt khác, liên quan tới vụ ám sát Tổng thống Mỹ nhắm vào ngài Andrew Jackson, Tổng thống Lincoln và Tổng thống JF Kennedy, điểm chung duy nhất giữa họ là đều bị sát hại vì cố gắng đưa nước Mỹ khỏi sự kiểm soát của đế chế ngân hàng mang tên Rothschild. Nhiều người cho rằng những điều trên chỉ là thuyết âm mưu, không có thực, và mọi lời đồn đoán được cho là phi lý về gia tộc Rothschild vẫn còn gây ra nhiều tranh cãi. Còn quý vị và các bạn thì nghĩ sao về điều này? Hãy để lại bình luận bên dưới để chia sẻ cùng mọi người nhé! Vừa rồi là những thông tin thú vị về gia tộc giàu có thịnh vượng số 1 tinh cầu qua lăng kính của giới thượng lưu. Một lần nữa, cảm ơn quý vị và các bạn vì đã theo dõi chương trình Giới Thượng Lưu, nơi chắp cánh ước mơ thành công. Xin kính chào và hẹn gặp lại!